chiếc máy hàn tích điện tử công nghiệp đáp ứng nhu cầu vừa khỏe, vừa đẹp, hồ quang ra đều, dễ dùng. Xem đến cuối video để xem HKTIC 300 khi một cô gái hàn sẽ như thế nào nha. Máy hàn điện tử HKTIC 300 thuộc dòng máy công nghiệp nhưng lại sử dụng nguồn điện một pha 220V, rất thích hợp cho sự sản xuất không lắp đặt nguồn điện 3 pha hay với công trình đòi hỏi tính cơ động, di chuyển cao. Máy được thiết kế theo tiêu chuẩn châu Âu hiện đại, màu vàng thời thượng siêu nổi bật. Đồng hồ hiển thị cùng các công tắc và bộ núm xoay chuyên nghiệp, trực quan. 8 cạnh máy được bo góc chắc chắn, tránh móp méo khi va đập. HKTIC 300 hàng được ở cả hai chức năng, que và tip, mà chức năng nào cũng chất như nước cất. Với dòng điện ra đúng 300A, trang bị chức năng hàn rảnh tay 2T, 4T khi hàn tiếp. Sử dụng kim hàn từ 1.6 đến 3.2mm, hàn que 4.0mm liên tục. Thích hợp hàn inox, thép mỏng, thép tấm với chất lượng tốt, ngấu sâu. Và không để anh em chờ lâu hơn nữa, HKTIC 300 dưới tay một cô gái sẽ cho ra mối hàn như thế nào? Anh em cùng xem nha! Anh em đánh giá sao về mối hàn này? Đến đây anh em nào muốn trải nghiệm HKTIC 300 hoặc quan tâm đến siêu phẩm này, đừng quên liên hệ ngay hotline 1900 636 536 để được hỗ trợ nhanh nhất, hoặc truy cập website www.honky.com để tìm hiểu thêm về sản phẩm. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!